Để nối một bộ mi nhẹ nhàng và chiều lòng những khách hàng khó tính nhất thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kỹ thuật nối mi classic, là kỹ thuật nối mi cơ bản đầu tiên chúng ta vừa học, và trong video này Thảo cũng sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn cho mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nghi Thảo Mi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiến hành nối một bộ mi classic nha mọi người. Đối với các loại mi thì khách hàng hay yêu cầu có thể là người thích nối mi dày, người thích nối mi mỏng. Thế nhưng mà các loại mi mà mỏng như này chúng ta sẽ nối mi như thế nào thì sẽ có kiểu mi thiết kế rất là phù hợp. Thế nhưng mà có những khách hàng họ cũng hơi kỹ tính một chút, họ nhất quyết là nói rằng là chị chỉ nối mi mỏng thôi, một sợi mi giả và một sợi mi thật thôi. Mọi người đã từng gặp trường hợp này chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ chia mắt nha mọi người. Lúc đầu Thảo quên chưa chia đó, để cho mọi người nhìn thấy. Rồi, thì mình sẽ chia làm form mắt tròn nhé. Thì mình sẽ chia làm 3 phần. Sau đó thì chúng ta sẽ chia ở giữa là phần số cao nhất, còn sẽ chia làm 3 ở 3 phần bên cạnh nhá. Đó, đây chia mắt ra đây thì mỗi video Thảo đã chia mắt ra đây rồi để cho mọi người quan sát thấy là ở các thông số mi sẽ như thế nào. Và chúng ta nối ở đây thì chúng ta sẽ nối mi 0.12 độ cong C nha mọi người. Thì mi thì thông thường là chúng ta sẽ nối 0.12 hoặc 0.15 là chúng ta nối các sợi mi theo kỹ thuật Oreon, tức là kỹ thuật classic đấy ạ. Rồi mình tạm thời nối một sợi vào đây nha, nối bên trên nha mọi người. Đó, khi mà nối mi thì chúng ta sẽ, trên lý thuyết thì mình sẽ không nối vào các sợi mi con. Nhưng mà tuy nhiên có những bộ mi mà khách hàng mà mi thưa quá, mỏng quá mà khách vẫn kiên quyết là muốn nối kiểu mi classic thì chúng ta đành, hiếm khi thôi nha mọi người, thì sẽ nối lên một sợi như vậy. Còn cái sợi mi Thảo đang nối thì mọi người thấy không ạ? Chúng ta sẽ nối thẳng nhá, chúng ta không nối nghiêng theo sợi mi. Thật ra thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ hỏi rằng là chị ơi, nếu như mà khách hàng mi bị nghiêng ngả hết rồi thì em sẽ nối nghiêng theo luôn ạ, hay như thế nào? Thì cái phần nối mi vừa rồi đã giải đáp được thắc mắc này cho mọi người chưa ạ? Rồi, trượt xuống nha mọi người. Mình vẫn để một phần giọt sương để chúng ta trượt phần keo nối xuống. Rồi, tiếp tục tách mi như vậy thì chúng ta nối tiếp này. Rồi, tiếp theo là sẽ là các thông số mi lùi dần nha mọi người. Thật ra thì khi nối ở trên mắt ấy, thì phần đuôi mắt sẽ có nhiều mi hơn, và thông thường thì chúng ta sẽ vẫn nối phần đuôi dày hơn, tại vì phần đầu mắt thì nó thưa hơn và cũng yêu cầu là các sợi mi nhẹ hơn nữa, tại vì đầu mắt thì mi sẽ mỏng và yếu hơn phần đuôi, nên là phần đuôi chúng ta có thể nối dày hơn nha. Rồi tiếp tục tách mi, chúng ta sẽ nối mi ở hàng đầu tiên trước. Rồi, mình sẽ nối hết ở hàng đầu tiên trước nha mọi người, sau đó chúng ta sẽ nối lên hàng thứ hai. Nối phần kỹ thuật này thì phải nói là hơi lâu hơn một chút xíu. Phải nói rằng nối bằng kỹ thuật classic này thì sẽ hơi lâu hơn một chút xíu. Đó, tại vì chúng ta là chỉ nối một sợi mi thật vào trên một sợi mi giả vào trên một sợi mi thật thôi. Đó. Thật ra thì khi mọi người học ấy thì có thể là các kiểu mi thiết kế ấy, tùy từng kiểu nha mọi người, thì nó còn nối nhanh hơn là nối mi classic như thế này cơ ạ. Có những kiểu mi thì nó cũng dày hơn thì nó nối sẽ lâu hơn, thế nhưng mà tùy từng loại mi thôi. Nối mi mỏng như thế này thì có nhiều kiểu mi thiết kế thì nó còn nối nhanh hơn. Vì vậy chúng ta nối mi thiết kế là cũng là một cách để mà cải thiện cái tốc độ. Rồi, mình sẽ cắm một vài sợi lên hàng thứ hai nhá. Và chúng ta sẽ bù lại các phần mi đang trống ở đây. Mình sẽ soi gương nhá. Soi gương để xem là mi đã đều hay chưa. Rồi mình sẽ bù thêm đoạn mi ở phần đầu mắt nha. Rồi mình sẽ bù thêm các sợi phía bên trên nha. Rồi sau khi nối xong thì chúng ta sẽ trải mi nhé. Trải mi và chúng ta sẽ xem lại một lần nữa về các cái khoảng cách mi đã đều chưa, rồi chúng ta sẽ quạt, rồi chúng ta tháo băng dính ra nha. Rồi, được rồi. Sau khi đã bù xong mi rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa này. Đó. Rồi chúng ta sẽ quạt thổi mi đi nha mọi người. Mình sẽ quạt thổi mi và chúng ta sẽ tháo cái băng dính này ra. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm rồi ạ. Tuy nhiên thì kiểu mi này đối với khách hàng nó yêu cầu nhất thiết là nối một sợi một thôi nha mọi người. Còn mi này chúng ta nên nối mi thiết kế thì nó sẽ được có cái độ dày cho mi hơn. Sẽ có những công thức mi thiết kế riêng nha mọi người. Sẽ có độ dày cho mi hơn và mi thì chúng ta nối chập 0.07 thì nó cũng vẫn là mỏng, là nhẹ mắt thôi ạ. Sau khi xong thì chúng ta sẽ quạt thổi mi đi nhé. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm cuối cùng rồi đấy ạ. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nghi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo.